mặt mày nghiêm trọng vậy? À, câu cá bass. Nhưng mà thực sự ra mục đích là câu cá sấu. Đây nè, nhìn ha, đây cái màu giả này để câu cá bass được nè. Mà nhìn cái sợi dây này mình tưởng như cộng dây gân thường, thực sự nó không phải dây gân thường đâu. Đây là cái loại dây lấy ra từ cái loại tơ, loại sợi mà dệt cho những cái áo chống đạn đó, áo giáp đó. À, thành ra nó rất là chắc, chịu cả chừng 100 pound, 150 pound sức chẳng được như thường. Rất là mạnh, rất là chắc. Thấy gì chứ chắc ghê. Thì ở đây đó, hồ này rất rộng nhưng mà cá sấu rất là nhiều. Thì con cá sấu đó, khi mà lợi nó thấy cái mồi này di động là nó táp thôi. Cho nên dùng cái mồi này vẫn có thể câu cá sấu được. Mà nghe nói câu cá sấu là cái gì người ta thấy ngạc nhiên quá. Cái lưỡi nhỏ xíu, cái dây nhỏ xíu mới ngồi chút xíu à. Vậy mà câu được. Cho nó nốt, nó nốt cái miếng màu giả vô sâu trong bụng rồi đó. Là giật là dính rồi, là hết say rồi. Đó, hiện giờ nó đang ăn đó. Mà cái con cá sấu thiệt là ngu luôn đó. Cái miếng màu giả đó là nó là cái gì, là nhựa. Nó táp luôn cái thơm ngon lắm, nó cứ nuốt à. Thì sao đó mình nhớ nha, thằng nào mà ăn đồ bậy bạ đó, ăn mà ngon vợ chúng táp vô thì nó là cá sấu á. Táp đi thôi. Tiên đó, này nè. Nó dậy. Nó dậy, nó mạnh lắm mà đừng giỡn chơi hoài, nó hả bị nó tắt. Khi mà con cá sấu đó, con alligator đó, khi mình bịt hai con mắt nó lại thì nó không có làm việc gì, nó không nhúc nhích gì hết trơn á, là tại vì nó không thấy được. Đặc biệt khi mà gặp con alligator đó, nó đang nằm đó, lấy cái khăn hay cái áo gì liền lên bịt hai mắt rồi nó không có quậy gì hết trơn á. Thì bây giờ xong là bịt hai cái tay, bịt hai mắt luôn. Câu rất dễ dàng thôi. Cái con này đó cỡ chừng 3 tháng nó lớn như thế này. Mà 3 tháng thì ăn rất ngon. Cái đuôi đầu tiên chặt ra đó là sào lăng ăn liền thôi, sào lăng củ hành thôi. Mà muốn sào lăng củ hành với lại curry cũng được. Rồi mà để luôn da nha, để luôn da nó mới ngon. Còn cái mình này trời ơi chặt khúc rồi là nấu curry hay là đặc biệt á, 3 tháng này đó mình nấu canh chua đó ăn ngon như là thịt cá hồng vậy. Cái thịt nó giòn, nó thơm và nó ngon lắm, giòn khú à. Vừa ăn lắm, ăn luôn da mới ngon. Phần lớn thịt cá sấu mà bán ở chợ đó là lột da rồi. Loại cá lớn đó nó lột da, nó làm dày, làm dây nịt, làm bóp thì cái thịt trong nó ăn không ngon. Đây nè, cá sấu vậy nè. Nó cái mình nó còn dài vậy, ăn rất giòn, rất là ngon. Ê nó khì. Nó khì cái lúc quỷ. Đó, nó khè. Nó khè thấy không? Như con rắn vậy đó. Nó giận á, con chuột nó cắn á. Con chuột nó. Đó, nó khè nghe, khè nghe. Đây là con alligator, tức là con American cá sấu đó, alligator. Nó khì ghê ghê quá. Nó thở. Thì cái con cá sấu của Mỹ nó ở Florida, ở khắp nơi hết. Là do cái điều kiện mà dùng nước lụt lên thì nó đi khắp nơi. Cho nên tất cả các hồ ở Florida, chỗ nào có nước là chỗ đó có cá sấu. Lớn nhỏ không biết, nó nằm ở đó, có khi nó nổi lên mình không biết được. Cho nên đặc biệt đến Florida đừng bao giờ đặt chân xuống nước ở những cái hồ. Cái luật về fishing game tại Florida đó là cá sấu ở đây dù là nhiều cỡ chừng nào đi chăng nữa vẫn không được câu, vẫn không được bắt. Chỉ trừ trường hợp một tháng nhất là tháng 6 là mới cho được săn thôi. Còn bây giờ là không phải tháng 6 nè. Mà nhỏ quá, tội nghiệp quá, thấy thương quá. Hôm cái nha. I love you. Bye. I love you. Hey, how you feeling? Vẫn còn sợ. Không, nó nhỏ lắm, nó không có nguy hiểm, cũng sợ chứ. Lỡ nó quậy quá, nó táp một cái sao. Con cá sấu nhỏ quá mà sợ gì? Nó là hai mình nó tặng. Có những cái nhỏ đáng sợ lắm à. Không nói ghê lắm chứ thật sự. Hồi nào giờ bởi vì mới có cái vụ mình nói là mày mà lộn xộn, tao bắt được mày, tao câu cá sấu, tao bắt sấu thịt mày. Thật đó cũng là lời hăm dọa thôi. Hăm dọa cho sợ cá sấu cắn. Bây giờ hỏi quý vị sợ không? Tưởng tượng cá sấu đó, sợ không? Không. Không hả? Ở đây. Nó chờ ghê lắm. Thật ra cầm thì cũng ớn lắm. Lỡ nó xây nhau, nó táp một cái sao. Nhưng mà con alligator này nó sợ người ta lắm. Thấy tội nghiệp. Thà,
Không nói chứ lần đầu tiên đứng gần cá sấu vậy. Mặc dù con cá sấu con nhưng mà mình cảm giác nó là một cái động vật rất là dữ, thành ra mình sợ lắm. À, tuy là nó dùng dãy vậy nè thì nó không có lại sức mình đâu, nhưng mà mình sợ rủi nhiều khi nó hơn sức mình nên nó quay lại nó phập mình. Không, như hồi nãy đó cái cảm giác kỳ lắm, tại mình bóp là nó thở nó giận quá, nó giận quá. Không, thường nó thở mệt mà khi nó dãy một cái là mình có cảm giác nếu lỡ nó xúc rồi nó táp mình thôi, thà buông trước. Không, tương tự bây giờ đó là con cá sấu nhỏ vậy, nếu con cá sấu lớn thì sao? Không nói đâu. Nhưng có một điều quý vị nhớ là con alligator, tức là con cá sấu cái mõm dài, khi nó gặp mình, cái việc đầu tiên mình bình tĩnh, mình đứng mình nhìn nó. Nếu mà nó quay đuôi nó bỏ đi thì đó là an toàn. Nếu nó tiến lại mình có nghĩa rằng nó cần mồi hay nó đói thì lúc đó mình hãy chạy. Còn gặp con crocodile như là có cái con mỏ ngắn đó, làm ơn làm phước đừng nhìn nó, chạy liền, nó mau lắm. Ồ, có cái câu chuyện kể ở tại Florida đó, thường thường có giống như người đánh golf á, có hai người đi đánh về, một người là chuyện thôi, tại vì tai nạn thôi. Ví dụ đánh cái trái golf nó lọt ngay sát cái bờ hồ đi, thì cái bờ hồ ở trong sân golf là thường thôi, nhưng mà không ngờ có cá sấu nó nằm sẵn với đó rồi. Con cá sấu đó có thể là nó đi lạc trong lúc nước ngập lụt lên, rồi ổng lợi cái ổng thò tay ổng lượm trái golf rồi nó chụp cái râm lên. Thành ra nhớ nhắc lại rất kỹ, các trẻ em ngay cả người lớn khi đến Florida chơi đừng bao giờ xuống hồ, dù rằng cái hồ nhỏ kế cạnh nhà mà mình nghĩ rằng không có, có thể có, nó nằm đó mình không biết. Remember that. Đây là cái cầu đi từ ở nhà ra ngoài mé biển, mà phải làm cầu cao lên như thế này tại vì đây là vùng đầm lầy, không thể đi bên dưới được, nhiều khi có cá sấu. Ra đây mình bắt sò nha. Nhưng mà cái cảnh đẹp lắm, đi qua cái cầu. Thấy chưa? Đây là đầm lầy nè, thấy không? Đó, đầm lầy. Sình mùi bùng á, thì những cái vùng bãi biển giống như Việt Nam mình đó, cửa sông hay là ở dưới Cần Giờ, Cần Đước hay là Cà Mau rồi đó, mà nó có bùng lầy ở dưới, sình ở dưới đó là có những cái con như là nghêu, sò, ốc rồi sống ở dưới đó. Xuống mò thử coi có không? Bảo đảm có. Không có tin mà. Thì sân lớn sân xuống trước đi. Sân lớn. Anh già anh xuống trước đi. nước này sâu lắm thành á. Sân xuống trước đi. Thôi. Anh nói có thì xuống trước, thì chừng nào có chắc chắn là đi xuống. Rồi, giữ ha. Giữ xuống ha. Ok. Đây nè, dưới chân anh nè ha. Là cái đất nó mềm mập à. Mềm đất xốp. Đó. Nè. Ha. Cái ngón chân cái mình kẹp nó được nè. Nè. Bóng nó lên nè. Ha. Nè, đây nè đó, cái chân mình rào đụng á, cái chân đụng lên nè. See? Ha! Ha! Ê, good one! Nè, con Lý nha. Ừ, cảm ơn. Con này con gì? Con ốc. Con ốc hả? Ừ. Ăn được không? Sống được. Chắc không? Chắc. Thôi vậy em xuống. Xuống. Nhìn khăn. Thấy không? Đã không? Đó, đất mềm mại, nó không có sỏi đá, hang đất mềm lắm. Lấy cái chân ủi bằng chân ủi xuống, nó nằm ở dưới á. Dính rồi, bắt được con. Cái chân của tôi đâu? Bắt được rồi. Nè, có nữa nè. Ê! Ủa! Ê, chú!
Con ơi, con à. Mỗi con sò con nghêu mà nó ở dưới dưới biển đó, nó có những cái vi sinh vật nó bám vào bacteria, cho nên mình ăn mình có thể bị trúng độc hay là bị được cái đường ruột được tiêu hóa không tốt, cho nên người ta dùng chanh mục đích để giết những cái sinh vật đó thôi. Bây giờ không có, bây giờ không có thì ăn lại thôi. Giòn quá, giòn. Nó chặt quá, rút nó không chịu ra, lấy nó ra không được thịt luôn á. Bây giờ mình kẹp bể nó đi. Chặt lắm, bọc biển mà. Ủa, ô trời, cái dưới mới béo nè, cái dưới chỗ này mới béo nè, cái dưới mới béo, cái phần này mới béo nè. Chụp xương tay không có bỏ vậy chứ á. Cái phần dưới nè, gan nè ha, gan nè, ruột nè, bao tử nè, phần trên phần thịt nè. Mũi tiêu. Mũi tiêu rồi. Cắm miếng rồi, cắn. Em, không có giật. Em, cái phần dưới béo lắm. Đó, có mũi tiêu ha. Giọt khú à. Cái này mà có chút xíu chanh nữa mới đã. Mà cái này bây giờ á, không cần cua, nhanh nó giòn hơn là ốc vò voi. Không biết anh cho đừng có rình. Anh đập lên cho ăn nè. Đó, anh lấy cho nè. Bây giờ nè, ê, cái trên cái chỗ này đó nó hơi dơ nè, thấy không nè, nó phía trên nó hơi dơ là tại vì cái chỗ cái miệng đó nó lú cái đầu ra nè, tiếp xúc nó vậy, tiếp xúc với mực biển cho nên mình mình rửa trên chút xíu rồi đó, được rồi đó. Nói chung không có gì đâu. Rồi nè ha, cầm ở trên chấm muối tiêu ăn. Mũi tiêu để sẵn này đây, để sẵn không lại đây. Ăn đi rồi thưởng thức là biết. Bỏ cái mài chưa, còn cái mài chưa đó. Nha, giòn rộng nha. Giòn rộng mà. Nó đã là từ hồi sáng giờ mò bắt nó. Bây giờ mới ăn được nó. Nhưng mà dần rụng không? Hai anh em không có. Không có nhớt. Ngon. Nó không nhớt như là con ốc ở Việt Nam. Mà nó ngọt lắm. Nó ngọt. Nó ngọt. Rất giòn. Ngọt luôn. Giòn. Ngọt. Không tanh. Ngon lắm. Không tanh. Làm con nữa. Bắt nữa đi. Không, ăn con nữa. Ăn con nữa. Ăn con nữa. Nè con nữa nè. Đó. Không có giật cà giả miệng. Không có giật cà. Giật anh chi. Bởi vì bên này không có ánh sáng, đây là đây có ánh sáng, không có giật giả miệng liền á, nói trước à. Ngon lắm, giờ là giả miệng thiệt đó nha, đừng có tưởng. Không ăn ốc đâu. Lưu thai. Lưu thai thì cũng giòn khú à. Đây. Mà không biết nó có ngọt không. Dạ. Đây. Anh đang ngọt ngọt lưu thai. Ê, hết sảy ha. Được rồi ạ. Miếng ớt. Ngon lắm. Đi bắt đi, nhiều quá không cần biết mà vui lắm. Mà nước cái vùng biển ở lên đó ấm. Không, mà thích một cái đó là mình gần gũi thiên nhiên lắm. Nó đứng ở dưới biển ha, dưới là sình ha, xung quanh là ốc ha, à. Rồi bắt lên rồi ăn ha, cho hơi nó đã. Có một từ nữa là gặp lại quê hương.
lại, đồng hương Việt Nam nhiều quá. Đây là Việt Thảo, Văn Sơn, anh Minh, anh Lộc và những anh em đang ở trên một cái pier của cái vùng Melbourne ở tại Florida. Đây là vùng biển Melbourne của Florida chứ không phải là của Australia, không phải của Úc. Thì ở nơi đây đó, rất nhiều loại cá mà điển hình là ít nhất 30 loại cá mà chúng ta rất quen thuộc và có thể ăn được. Chẳng hạn như cá kẽm cũng có nè, cá mập cũng có, cá chim, cá bóng mú. Và đặc biệt là một cái loại gọi là common snook, là một loài cá mà nó ở vùng nước ấm như vùng vịnh Mỹ Tây Cơ hay là Florida. Mà có đặc biệt á, nếu mà dưới 60 độ F á, là con cá này sẽ chết đi. Cho nên đó là lý do tại sao nó sống và có vùng nắng ấm. Đặc biệt là nó không có ngoài khơi và không thấy bán trên thị trường. Chỉ có nó vô trong gần bờ khoảng 20 thước, 30 thước thì để nó ăn những cái sinh vật ở trong cái bãi biển, trong cái bờ biển này. Đặc biệt là năm nay đó, nó hơi hạn chế một chút, nó không cho bắt sai gì nhiều đâu. Con cá có thể dài lên tới 1m2, 1m2, nhưng mà nó cho bắt khoảng chừng 80cm thôi. Con common snook á, cái thịt nó rất ngon. Ăn thậm chí nhiều người không biết ăn sushi đó, sau khi ăn thịt con snook này rồi đó là người ta lại ăn sushi được. Ghiền sushi. Bây giờ mình thử coi để coi có con snook không nha. Đây là mồi mới, nó búng nè. Đó, đó vậy đó. Lâm ơi, Lâm ơi, dưới cá Lâm ơi, Lâm ơi, Lâm, Lâm. Con này của ai? Của anh. Cái con này nhỏ quá thả. Lớn chút nữa mình ăn. Ôi! Sơn! Sơn ơi! Yeah! Come here! Sơn! Yeah, I got it! Snook! Snook! Đây là common snook, là một loại cá ở vùng nước ấm mà chúng tôi vừa mới câu được. Thì đây là cái con cá, nó có dãy đen nè, nó có sọc đen từ trên xuống đây, thấy không, sọc đen dài nè đó. Chiều dài nó là 28 inch, tức là vừa đủ size. Đặc biệt con snook này đó là đang trong dòng nghiên cứu của Bộ Ngư nghiệp Hoa Kỳ về loại cá giống này, cho nên tất cả được quyền ăn, nhưng mà cái bộ đầu lòng đó nó xin lại để giữ lại để nghiên cứu thêm. Good, bây giờ mình ăn thử coi thịt nó ngon cỡ nào mà người ta nói rằng không biết ăn sushi, ăn cá snook rồi là biết ăn sushi. Yeah, go. Tươi rói luôn á. Wow. Còn tươi còn nhảy soi sói mà. Xin miếng mỡ ăn trước. Mỡ. Ừ, chăn miếng mỡ trước đi. Ruột. Không, cái mỡ. Miếng mỡ. Đó. Úi chao, trời ơi. Đây là mỡ cá snook, mỡ cá. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Cắt ra nè, tươi rói. Nhớ nha, không cần wasabi, không cần hot sauce, không cần tabasco sauce, không cần muối tiêu chanh, ăn sống tại chỗ. Ngon. Trời ơi, thịt dai quá. Thịt nó dai giống như thịt bòi á. Nó ngọt. Nó không phải thơm, chỉ ngọt thôi. Nhưng mà không có tanh, không có hôi mùi máu. Bảo đảm, ăn con cá snook này ăn tươi được là đi ăn sushi được, không gì sợ cho nó. Quá ngon luôn. Thích quá. Thực sự ra đây rồi sóng biển đánh rầm rì như thế này, mặc dầu trời có mưa gió chút đỉnh, nhưng mà it's a wonderful, wonderful time. Người Việt Nam chúng ta thành công trên mọi mặt, làm rất nhiều công việc khắp nơi hết. Phần lớn là không có thời giờ. Ngay cả không có thời giờ cho gia đình, nhưng mà hãy dành một ít thời gian đi câu để cho đầu óc được thoải mái. Sport, là thể thao. I love it. Thank you.
tỉnh, nhưng mà dân số toàn Florida của Việt Nam á, thì chiếm khoảng 40.000 người. Cái đó là chỉ khi thời tiết tốt thôi, còn khi mà trời bão á, còn có phần nữa à. Sao vậy? Chạy qua thứ bang khác hết rồi. Và cái cơ sở truyền thông báo chí cũng phát triển theo sự phát triển của cộng đồng Việt Nam ở tại Florida này. Nhưng có một điều là toàn Florida chỉ có một đài phát thanh, đó là Sài Gòn Radio, phát thanh mỗi ngày được 2 tiếng mà thôi. Chỉ ở Orlando thôi. Yes. Mà còn cơ sở báo chí thì lại phát triển mạnh hơn chút. Tức là có khoảng 6 tờ báo và phần lớn đều làm nghề tay trái cả. À, có nghĩa là mấy em nhà báo thuận viết tay trái. Không phải. Làm tay trái tức là làm part time thôi. Không phải full time. Dạ, mà có một điều á, đi toàn Florida mình tìm không ra được cái bản hiệu của một cái tòa soạn báo chí nào cả. Sao vậy? Là tại phần lớn là home office á. À, làm tại gia. À, riêng chỉ có một tờ báo trẻ, là tờ báo nằm trong hệ thống báo trẻ được phát hành lớn nhất ở tại Florida, rộng khắp Florida, và nằm trong hệ thống báo trẻ của nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ. Và chủ nhiệm của báo trẻ là anh Tình. Ảnh làm nghề tay mặt. Có nghĩa là ảnh thường tay mặt. Dạ. Không, full time, full time. Dạ. Bây giờ mời quý vị cùng với Việt Thảo và Vân Sơn đến thăm cái nơi làm việc của anh Tình, tức là tòa soạn báo trẻ tại Florida, cũng tại gia. Hai Vân Sơn. Khỏe anh. Khỏe, cảm ơn. Thôi cho anh ngồi chờ. Dạ. Không mời cũng ngồi mà. Có một điều là báo chí ở Florida đó phát triển mạnh lắm không? So với những tiểu bang khác thì thực ra nó không có mạnh lắm. Nhưng mà so với lại cái mặt bằng của báo chí so với những năm trước thì bây giờ nó cũng có dạng phát triển tương đối mạnh. Anh nói báo trẻ? Dạ. Không, tất cả các báo. Tất cả các báo. Dạ. Hồi ngành trước khi mà Tình bắt đầu làm báo trẻ ở đây chỉ có 2-3 tờ. Nhưng bây giờ đã phát triển anh thấy thành 6 tờ rồi. Sống nổi không? Báo? Nói thật với anh là ở đây hầu hết tất cả các báo ở đây là tay trái, là nghề tay trái. Chỉ có riêng Tình là làm full time, tức là làm cái báo chí là Tình làm được chứ. Theo tôi nghĩ thì nếu mà cái ngành báo chí mà có ăn được á, tức là nhiều cơ sở thương mại quảng cáo thì báo chí nó phải phát triển mạnh cho lắm. Nhưng mà hiện giờ qua là ít tờ báo. Dạ. Mà trong khi anh là tờ báo lớn nhất, tại sao anh theo đuổi nó tới được này? Theo tôi nghĩ thì nói chung làm báo hay làm cái gì cũng vậy, tức là mình phải có cái tâm huyết, có sự đam mê của mình thì mình làm mới được. Thì mục đích của Tình là làm báo là mình giúp một bàn tay để mà bảo tồn và phát triển cái văn hóa của người Việt mình tại Hải Ngoại. Mà cái này nếu như mình không có làm thì ai sẽ là những người mà làm những cái chuyện như vậy? Cái văn hóa người Việt ở Mỹ thì tất nhiên qua một thời gian nó sẽ những cái thế hệ sau đó, họ sẽ không còn quan tâm đến vấn đề cái văn hóa của mình. Thứ hai nữa là vấn đề tiếng Việt nó sẽ từ từ nó mất đi. Anh nói rằng anh dùng cái tờ báo này do cái đam mê của anh là mình duy trì cái văn hóa và phát triển cái văn hóa. Yeah. Thì duy trì có thể là người ta đọc báo để nhớ chữ Việt, để biết tin tức, để cho cộng đồng mình gần gũi với nhau. Yeah. Để mình biết diễn thương vụ được. Yeah. Còn cái sự phát triển chỗ nào? Làm sao kế hoạch gì để phát triển cái văn hóa Việt Nam ở tại Florida này? Nói đúng ra hệ thống báo trẻ thì cũng đã có nhiều cái ý định để mà làm những chương trình để mà mình phát triển cái văn hóa người Việt mình ở trên nhiều cái góc cạnh khác nha. Tụi em lúc trước cũng tổ chức một cái chương trình viết truyện ngắn rất là được rất là nhiều độc giả tham gia, và cái chương trình đó nói chung cũng thành công rất là tốt đẹp. Có giải nhất không? Dạ có chứ anh. Có giải nhất giải nhì luôn? Giải nhì, giải ba, giải khuyến khích có hết. Dạ. Rồi trong tương lai tụi em đang tính là sẽ kết hợp với lại trung tâm của Vân Sơn để tụi em tổ chức một cái cuộc thi về cái viết kịch bản hài. Lý do tại sao? Lý do tại sao lại thi kịch bản hài mà không thi âm nhạc hay hội họa hay những cái gì không? Nói đúng ra không phải là không. Cái đó là cái plan trước mắt của em. Chứ còn sau đó tụi em có thể có những cuộc thi về âm nhạc, viết nhạc, rồi cuộc thi viết về thơ, rồi có thể có những cuộc thi khác nữa. Để cho cái văn hóa của Việt Nam được duy trì và phát triển ở tại Florida này, cũng như trên nhiều tiểu bang mà hệ thống báo trẻ có mặt, thì Việt Thảo nghĩ rằng đọc giả của báo trẻ nên ủng hộ tất cả những cái chương trình mà báo trẻ đưa ra. Thí dụ thi viết chuyện hài, cứ việc viết, đừng có ngại rằng mình viết không được hay viết dở, cứ việc viết, vì đây là mầm mống, đây là cái hạt giống để mình gieo thôi, gieo trồng thôi. Điều thứ hai nữa là các cơ sở thương mại cũng nên ủng hộ, không phải riêng báo trẻ mà tất cả các báo ở tại Florida này, để cho cộng đồng Việt Nam gần gũi nhau hơn, hiểu biết nhau hơn, và thương vụ càng ngày càng tăng lên theo cái sự phát triển của cộng đồng Việt Nam tại Florida. Ok, dạ, cảm ơn Thảo. Yes. Nhiều lần. Ok, cảm ơn. Yeah.
Khi du khách đến với Florida không thể bỏ qua một nơi giải trí nổi tiếng và bậc nhất của thế giới. Welcome to Disney World. And we are in Magic Kingdom. Oh, wow. Yes, Magic Kingdom là một trong bốn công viên giải trí của Disney World ở tại Florida. Ngoài Magic Kingdom ra, chúng ta còn có Animal Kingdom, Hollywood Studio and Epcot. Năm 2007, Magic Kingdom có trên 17 triệu người đến thăm viếng, được chiếm hạng nhất của thế giới về công viên giải trí năm 2007. Wow, let's be a kid, man. Right, right, yes. Bây giờ tôi sẽ là hoàng tử. Vậy không lẽ tôi là công chúa? I'ma give it to you G straight. NML beat slam, not a human being. Ballin' like Kareem, sippin' on codeine. I lean with it, rock with it, got coke dreams. Boom, back, boom in the trap. When trap meets house, you get a trap house. Got two stacks, throw it at a strip dancer. Big booty hoe, said she from Atlanta. Nãy giờ Vân Sơn Diệt Thảo đi nửa vòng trái đất rồi. What? Cái gì nửa vòng? Không, nổ chơi thôi. Hồi nãy giờ đi nửa vòng bờ hồ của Epcot. Đi qua nhiều nước lắm rồi, mà không biết nước nào là nước nào. Lặn nhấp không, làm sao không biết được? Sao biết? Nhìn kiến trúc đi, nhìn kiến trúc đi mình biết nước nào liền. Nhìn kiến trúc lỡ không biết làm sao? Không biết thì sáp vô coi người ta mặc quần áo, nhìn con người mặc quần áo biết nước nào vậy. Nhiều khi không mặc quần áo làm sao? Không mặc quần áo là người Phi Châu á. Không, mặc quần áo mà nhìn không biết làm sao? Không biết thì vô nghe âm nhạc, nó có trình diễn văn nghệ mà. Nghe âm nhạc lỡ không biết nữa làm sao? Không biết nữa thì vô ăn. Không, nó bán thức ăn mình ăn, biết ẩm thực là văn hóa mà của nước đó. Mà nhiều khi ăn cũng không biết rồi sao? Thì hỏi where you come from? Molde in Norway. In Norway. You volunteer or get paid? Get paid, okay. Tất cả nhân viên làm việc ở đây đều nói được tiếng Anh hết. Chẳng những gì họ còn nói được tiếng của đất nước họ. Who's the name? Who's the name? See? It's Liberish. What's that mean? What's that mean? Was sagt man denn? What's that mean? Ich liebe dich. Uh-huh. I love you. Oh, it's Liberish. Danke schön. Đăng cà xuân là thank you, auf Wiedersehen là bye bye, ich liebe dich là I love you, right? Những người nhân viên phục vụ này không phải được tuyển chọn từ Hoa Kỳ, mà họ có hợp đồng đến từ đất nước của họ để giữ được bản sắc, bản chất của dân tộc họ. Cho nên mình đi hết một vòng cái bờ hồ Epcot này thì mình sẽ được thăm viếng và biết được văn hóa của nhiều nước ở trên thế giới. Cho nên cái Epcot nó còn gọi là một cái cộng đồng quốc tế của ngày nay. Và du khách đến rất đông, cho nên nó đứng hàng thứ 3 về khách du lịch tại Florida và đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Hay ha. Còn nửa dòng cái đó còn lại đi cho biết. Yeah, go, let's go.
Hai đứa ăn hết không? Hai đứa ăn hết không? Ăn cái gì phải cho khán giả biết kìa. Ok. American traditional turkey smoke, tức là nướng cái đùi con gà tây đó theo cái kiểu mà cổ điển của Hoa Kỳ đó. Coi nè, một cái đùi lớn như vậy nè. Mèn ơi, giết người. Ăn hết không? Đó cái đùi này. Là bây giờ mỗi một đứa phải ăn một cặp. Chứ ăn một cái đi miễn sao? Ăn một cặp đùi đó. Giờ ăn thử coi nào ăn hết. Ôi ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Nó đậm đà lắm, mặn, mặn, đậm đà. Xuất sắc. Thường thường mình ăn gà tây đó là ngán. Nhớ không? Mỗi lần Thanksgiving ở nhà làm gà tây gì ăn ngán muốn chết luôn. Tại vì nó không có đậm đà. Nếu bị lạc mình phải chấm xì dầu, ế ớt này cái nọ. Còn cái này nó úp, úp từ ngoài da nè. Ngoài da ngon vô tới trong luôn. Ui trời ơi, nó đậm đà lắm. Coi nè, da gà tây. Nó đậm đà vô tới trong cái thịt luôn chứ không phải là chỉ bên ngoài. Finish. Còn vô đây ăn hết nổi. Nó ngon cái chỗ đến đầu là vô trong tới trong như vậy đó. Là cái đùi gà tây này nó phải ướp trong vòng 1-2 ngày mới thấm như vậy. Nó mặn đều từ ngoài vô trong chứ không phải là như mình ướp cái ở ngoài mặn mà trong nó lạc. Không có. Vô tới miếng thịt trong cùng luôn à, trong cùng luôn. Ngon lắm mà no quá, hết nổi à. Thua Dược Thảo cái này. The last minute. Ăn hết nổi rồi. Hai ông già này ăn dữ quá. Lùi đó còn nguyên khúc trăm kìa. Không biết rồi. Không biết rồi. Không nổi. Đây là nước Coca-Cola của thế giới International. Mỗi nước nào mà có Coca-Cola ở đây đều có, nhưng mà ngon lắm. Cái tên gọi Coca-Cola là gọi chung, nhưng mà mỗi một nước có tên riêng. Ở đây là Coca-Cola của Mozambique nè, Costa Rica nè, Italy nè, Germany nè, Japan, Israel, Do Thái nè, Israel nè, Mexico, China. Nói chung là đây là, nó gọi là flavors around the world. Mùi vị vòng quanh thế giới do hãng Coca-Cola làm. Và đặc biệt ở đây mọi người uống free. Mình có thể thưởng thức mùi vị của thức uống khắp nơi trên thế giới do hãng Coca-Cola làm ra. Hầu như tất cả các loài động vật hoang dã của rừng phi châu ở trong khu vực này là một cái nơi mà người ta có thể đến nghiên cứu, bảo vệ và cho du khách xem. Đây chỉ là một trong những cái khu rừng đậm của trong toàn khu vực của Disney Animal Kingdom, tức là vương quốc của các loài vật. Là tại vì trên một diện tích là 500 mẫu, người ta chia thành nhiều khu rừng, thí dụ như là khu rừng già Phi Châu, khu rừng đậm Á Châu, hay là Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu, để cho con có khắp nơi trên toàn thế giới. Wow, hai con hả? Hai con ở trong cái kia. Ok, this is a tiger, đây là con cọp ở Ấn Độ. Wow, người ta nói rằng cọp á, là xuất phát từ Ấn Độ, từ Á Châu. Và hiện giờ thì toàn Á Châu người ta tính có phỏng chừng là khoảng 600 con cọp mà thôi. Đây là một cái loài cũng sắp sửa bị diệt chủng. Nhưng mà người ta nói rằng Á Châu là cọp nhiều nhất, sự không có ở Mỹ, America nhiều nhất. Trên 2.500 con cọp tính từ trong sở thú cho tới người ta nuôi. Mike Tyson một con, Michael Jackson 4 con. Sĩ, ở nhà tôi có nuôi con nữa. Con này giữ con cọp luôn. Sorry, I don't want to say so. Ở nhà anh có không? Không có, nhà không có con cọp. Không có. Con sư tử luôn. Tum 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 tum
cái thành phố San Francisco kìa. Nhưng mà đó mình tưởng là đi xuống sâu hơn, thực ra nó chỉ là một miếng thẳng lên thôi. Just một miếng thẳng luôn, flat. Đây là một mặt phẳng thôi, mà là cái xảo thuật của phim trường nó làm. Nó vẽ theo lối truy đi, tạo thành sương khói mù ảo y như là cả một thành phố vậy. Khi đến gần rồi đó, hồi nãy từ xa thì mình thấy có con dốc này nó dài mút 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 phải không? Mà khi đến gần rồi con đường dốc lại chút xíu là nó bằng chiều cao của cảm giác thật. Không, ấy quê hương gặp lại. Tại vì qua phôi đã gặp lại quê hương ở Cali. Tung 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 t